cô bạn gái thì đang ngủ ngon lành. Và anh ta biết đó là cơ hội để trêu chọc cô ta. Phun bọt nước vào tay cô gái. Nhưng cô ta thừa biết rồi. Cô còn biết giả bộ nằm mơ cơ đấy. Thất bại rồi. Thức ăn đến rồi nè em yêu. Có bạn trai khéo tay thế này thật là thích. Đồng ý là ngon thật. Nhưng ăn tự tốn một xíu cô gái. Cái gì giống cái răng thế? Ôi trời, cô ta ăn đến nỗi rớt cả răng mà không biết luôn. Đó chỉ là trò đùa thôi mà. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Cô ta có hai miếng bánh thật ngon. Và tai nạn bất ngờ ập đến. Ôi, bánh không nỡ ăn mà giờ thế này đây. Biết bạn gái mình sợ chuột nên anh ta cố ý trêu ghẹo. Nhưng cô ta cũng biết anh sợ rắn mà. Âm mưu của anh đã bị cô ta phát hiện từ trước. Cô gái đang bổ quả dưa hấu thật to. Và từ đâu lũ ruồi xuất hiện. Và cô ta đang cố đuổi chúng đi. Cô băm nát phần dưa hấu rồi kìa. Nhìn cô ta thật hung dữ quá. Anh chàng này lại tính bày trò gì đây? Trong đầu chợt nảy ra ý tưởng. Cho bột bánh và bịch snack và dán lại. Giờ mới đến chỗ cô ta thôi. Tất nhiên là cô ta đâu có từ chối. Thật không may cho anh, tự mình hại mình rồi. Cô gái này có tính rất cẩn thận. Bạn cô ta mới mua được một ly trà sữa. Cô ta không chia sẻ với cô. Giận thì giận, sao uống nước lâu kính luôn thế? Bạn đổ nước lau kính trong chai ra. Rửa sạch chai và đổ nước ngọt vào. Và không ai biết đó là nước ngọt nhé. Anh bạn này biết hưởng thụ quá đó chứ. Ăn no lại nằm ngủ. Anh ta sống bừa bộn quá. Bạn gái sẽ cho anh ta bài học. Cô sẽ xịt bọt tuyết vào mắt kính anh ta. Ôi sao trời tối thui vậy nè. Ôi kính của tôi. Chàng trai này khỏe mạnh bởi vì yêu thể thao. Và chịu khó tập luyện thường xuyên. Có điều anh ta quá bận rộn. Điều đó gây hại cho người khác. Cô gái này có ý tưởng gì đây? Và cô ta dùng dầu ăn đổ lên quả tạ. Hứa hẹn sẽ thú vị lắm đây. Để xem anh còn quăng tạ lung tung nữa không.
cô gái này đang lau nhà. Vừa lau nhà vừa xem tin tức. Có vẻ cô ta không tập trung gì cả. Và anh ta đã cho thêm nước rửa chén vào. Giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra. Cô ta đã nhúng cây lau sàn vào nước. Mắt cô ta thì luôn dán vào màn hình tivi. Anh ta phải nhắc nhở cô. Thật chứ, có lau nhà thôi mà cũng không xong. Ôi, sao mà bừa bộn thế này chứ. Đã vậy tất còn lâu ngày không giặt. Và cô ta sẽ cho bạn trai bài học. Anh ta ăn mặc bảnh bao ra ngoài. E là hôm nay anh phải đi chân đất rồi. Chạy bộ để giữ gìn sức khỏe. Anh này chơi kỳ, lại sai cô gái đi mua kem nữa chứ. Mà cô gái này cũng đâu phải dễ bị bắt nạt. Và cô ta đã cho nhiều muối vào cái kem. Đã vậy còn trách cô đi mua lâu. Để xem anh này ăn kem như thế nào nhé. Kem mặn quá đúng không anh bạn? Lần sau đừng có sao bảo người khác như thế nhé. Cô gái này đang chăm chỉ lau nhà. Anh này thì cứ đi giày vào chỗ mới lau xong. Một lần nữa. Kết quả là sàn nhà cứ như chưa lau vậy. Để xem cô trị anh ta như thế nào. Dùng keo xịt tóc xịt lên vết chân và để khô. Xong rồi, chờ anh ta ra thôi. Này thì đi giày vào nhà. Anh lau hết chỗ này cho tôi. Cứ thế này thì anh lau cho hết ngày nhé. Đáng đời anh chưa. Hôm nay mình sẽ bận chiếc áo này đi chơi. Nhưng bạn cô ta không muốn cô ta đi đâu cả. Ôi không, thế là to chiếc áo rồi. Cô đã lựa được một cái quần ưng ý rồi. Hóa ra bạn cô đã cắt hết hàng nút rồi dán lại sao? Thế là khỏi đi đâu nữa hết. Cô ta đang làm nước sinh tố. Trông ngon quá, nhưng phải làm lạnh trước đã. Và vô tình anh bạn phát hiện ra. Anh ta không dễ dàng bỏ qua ly sinh tố ngon đến vậy. Và anh sẽ bù lại bằng một ly nước lọc. Đổ màu thực phẩm vào. Nhìn sơ qua chắc không ai để ý đâu. Cô gái chúng ta đã trở lại. Thành quả của cô đã bị cướp rồi.